Thưa quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh gặp nhà văn Trần Phong Vũ. Chúng tôi xin được hỏi nhà văn về cái vấn đề mà học và giáo dục tại Việt Nam, thì một cái tổng quát thì nhà văn nghĩ sao về vấn đề giáo dục của Việt Nam hiện tại? Thưa anh Ngô Đình Vận và thưa quý khán giả đang theo dõi chúng tôi. Đây là một cái vấn đề mà nếu chúng ta mà có muốn nói cho tạm đủ đó, thì có lẽ cái cuộc trao đổi của chúng ta không đáp ứng được. Tôi chỉ nói ngay như vậy. Bởi vì đây là một cái vấn đề lớn, bởi vì bất cứ một quốc gia nào, đất nước nào, một chế độ nào đó, tất cả đều chỉ nhìn vào giáo dục để có thể đánh giá cái chế độ đó. Thì tôi xin thưa ngay rằng là nếu đối chiếu với lại chỉ cái hai cái nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa trước năm 75 cho tới những cái năm tháng sau này 35 năm qua, khi mà chế độ Cộng sản chiếm được trọn vẹn đất nước chúng ta, thì họ có một cái hệ thống giáo dục như thế nào? Quý khán giả chúng ta ở ngoài kia chắc chắn cũng đã chia sẻ những cái điều mà có thể nếu tôi đào sâu đến đâu chăng nữa quý vị cũng đã thấy rồi. Thế bởi vì chỉ cần nhìn vào những cái sự thay đổi lâu nay, như từ cái căn bản mà tôi là người Công giáo, không phải vì người Công giáo mà tôi nói ra điều này. Người Công giáo không phải chỉ ở Việt Nam mà ở trên khắp thế giới, cả Âu Châu hay bất cứ nơi nào chăng nữa đó, có một cái sứ mạng và cũng như là có một cái may mắn phải nói rằng nắm trọn những điều kiện để mà phát triển về giáo dục. Thế mà ngay từ bước đầu họ đã gạt cái thành tố đó, một cái động lực mà có thể nói giúp cho cái giáo dục nó đi lên. Họ đã gạt bỏ hoàn toàn rồi, họ đưa vào một cái chương trình què quặt, áp dụng tất cả những cái phương thức của Nga Xô, của Trung Quốc để mà đưa vào giáo dục Việt Nam. Thì cái hệ quả đưa tới cái chuyện mà dối trá ngày nay không còn nằm ở bên ngoài nữa mà nằm ngay ở trong hệ thống học đường. Từ cái chuyện mà gian dối bằng cấp, rồi từ đến những cái chuyện mà thầy đánh trò, rồi trò thì lại đối xử với thầy, giết thầy. Để tôi cứ nói thật là đấy là báo chí ở trong nước như vậy. Thế rồi gần đây lại có những cái ông hiệu trưởng mà dâng hiến những cái nữ sinh của mình để làm trò chơi, làm đồ chơi cho những cái nhân vật ở trong đảng. Thì những cái chuyện đó tôi nghĩ rằng là quý khán giả của chúng ta ngoài kia được biết cả và có đủ dữ liệu để đánh giá rồi, thưa anh. Và chúng tôi, tại vì anh Trần Phong Vũ là một nhà văn và cũng đang làm báo, vậy thì gần đây thì nhà nước Việt Cộng đã đề cập và vinh danh đạo đức của nhân vật Hồ Chí Minh, đồng thời nói ông là một nhà báo kiệt xuất của thế giới. Vậy thì anh nghĩ sao về cái nhân vật đó? Và cái nhân vật đó từ năm 1945 đã lập ra một cái trường gọi là trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc. Thì cái trường đảng đó cho đến nay sau bao nhiêu năm rồi đổi tên ra thì vẫn là chỉ là nói dối thôi, tức là chỉ nói gọi là lý thuyết Mác Lênin là kiệt xuất, là bách chiến bách thắng. Thì anh nghĩ sao về những vấn đề đó? Tôi thấy không nhân danh tôi để trả lời. Tôi xin mượn những cái người mà sống ở trong chế độ, là chính những đảng viên Cộng sản, là những người mà có thể nói một thời quy phục và coi ông Hồ Chí Minh như thần tượng. Tôi muốn nói tới những nhà văn khá nổi tiếng ở trong nước mà ngày nay đang bị vùi dập, như Trần Khải, Thanh Thủy chẳng hạn. Quý khán giả chúng ta ngoài kia cũng đã đọc cái cuốn gọi là Viết Từ Hang Đá. Bà đã bày tỏ thẳng thắn những suy tư của bà về cái nhân vật đó. Tôi cũng muốn nói tới những cái người mà sống không thể nói, chết mới được ra lời, như là Chế Lan Viên, như là Nguyễn Khải. Chế Lan Viên với những cái bài thơ
trong đó đụng chạm không ít tới Hồ Chí Minh. Rồi Nguyễn Khải là cái người cúc cung tận tụy đi theo Đảng, cho đến chết đã phải viết một cái những trang hồi ký gọi là tôi đi tìm cái tôi đã mất. Cái tôi đã mất là gì? Cái tôi đã mất đó là cái con người thật của ông mà vì theo Đảng ông đã đánh mất, ông đã vong thân. Thế thì con người Hồ Chí Minh là thầy dạy ông như thế nào ai cũng biết rồi. Ở ngoài này thì chúng tôi có một cái ông bạn già rất thân thiết viết một cái cuốn gọi là Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp. Quý vị, nếu mà quý vị đã đọc rồi ấy, thì cũng nói thay cho tôi qua những cái chứng từ mà nhà biên khảo Minh Võ đã trình bày bằng tất cả cái tấm lòng của ông và cái sự tôn trọng sự thật của ông qua hàng trăm tác phẩm của những người hải ngoại, của những người hải ngoại này, hàng trăm tác phẩm của những người ngoại quốc và cả những người ở trong Đảng. Thế thì đã đủ để mà thay tôi nói lên những cái điều mà nếu tôi nói ra thì có vẻ như là vì chống cộng, vì này, vì kia mà tôi thiên lệch hay là sự hiểu biết không đến nơi đến chốn. Thì tôi mong rằng là những cái điều mà tôi vừa trình bày đó tạm đủ để mà trả lời cho câu hỏi của anh.